Xin chào anh chị, thương và mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock. Thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là một cái video ngắn thôi để cùng với các chị chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường cũng như đi qua một số các mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm. Anh chị xem video thì có thể nhấn cho Đạt một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh. Cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Chúc cho anh chị và gia đình của mình có một buổi tối an lành. Phần đầu tiên của video thì chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì VN-Index hôm nay đóng cửa mức là 1.476,61 điểm. Tăng 1,11 điểm tương với 0,08% với mức thanh khoản là 26.972 tỷ với 209 mã tăng, 26 mã tăng trần, 53 mã tham chiếu, 243 mã giảm và 1 mã nhóm sàn. Trong rổ VN30 thì có 9 mã tăng, 1 mã tăng trần, 3 mã tham chiếu, 18 mã giảm và 0 mã nhóm sàn. Thì ngày hôm nay là một cái phiên đáo hạn phát sinh cũng khá là nhiều biến động cũng như là khá là giằng co của thị trường. Rồi trước khi mà chúng ta đi qua về thị trường cũng như là đi qua về cái phiên đáo hạn phát sinh, chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cuộc họp của Fed. Thì như cái video ngày hôm qua em có nói thì cái vấn đề về cái việc mà Fed mà tăng lãi suất á, thì cái vấn đề này thì chúng ta cũng đã tiếp nhận, chúng ta cũng đã biết được trong khoảng là vài tháng trở lại đây rồi. Nhưng mà trong những ngày vừa rồi á, thì tất cả các anh chị nhà đầu tư cũng như là phố Wall á, lo lắng một điều là Fed có thể sớm tăng lãi suất. Có thể là có nghĩa là lo sợ một điều là Fed có thể là sớm tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên sau cuộc họp vừa rồi thì Fed vẫn giữ nguyên cái lãi suất cận không trong năm nay và chỉ tăng lãi suất vào giữa 2022 trở đi thôi. Có là cái vấn đề mà tăng lãi suất từ giữa 2022 trở đi á, thì chúng ta cũng đã biết được trong khoảng thời gian rất là lâu rồi. Đó. Thì có nghĩa là không có gì bất ngờ anh ha. Nghĩa là sau cuộc họp tối ngày hôm qua thì không có gì bất là không có bất ngờ nào xảy ra. Vậy nên trong buổi trong rạng sáng ngày hôm nay thì các chỉ số như Dow Jones, Nasdaq hay là S&P 500 đều tăng điểm. Đó nha, nên là cái vấn đề là Fed về ám chỉ mục tiêu về lạm phát cũng như là muốn kết thúc sớm cái chương trình mua trái phiếu để có thể là sớm tăng lãi suất khoảng là 3 lần từ giữa 2022 trở đi. Thì cái vấn đề này chúng ta cũng đã biết được rồi. Đó, tức là trong những ngày vừa rồi thì chúng ta lo sợ rằng là Fed có thể sớm tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên trong năm nay thì Fed vẫn giữ cái lãi suất là cận không. Giữa năm sau thì mới có những cái chính sách cũng như là cái việc mà tăng lãi suất từ giữa năm sau. Vậy nên các nhà đầu tư trên phố Wall cũng như là các chỉ số của nước Mỹ trong sáng ngày hôm nay rất là tốt. Vậy nên cần là trong buổi sáng ngày hôm nay thì từ đầu phiên cần là với những cái thông tin tích cực của phố Wall, những cái thông tin tích cực từ cuộc họp của Fed, thì rạng sáng ngày hôm nay thì thị trường mở gap từ đầu phiên luôn. Đó, từ đầu phiên thì thị trường nó mở một cái gap là từ cái vùng là 1.400-1.475 và mở một cái gap lên khoảng là 1.481 là khoảng 6 điểm, là khoảng 6 điểm. Nhưng mà ngay sau đó thì thị trường nó đã quay trở về lắp lại cái gap này. Và trong phiên ngày hôm nay thì có thể nói ngày hôm nay là một cái phiên giằng co cực kỳ mạnh của thị trường. Có là khi mà thị trường nó quay về nó lắp lại cái gap này là trong phiên thị trường nó cứ tăng, nó giảm, nó tăng, nó giảm, nó tăng, nó giảm liên tục. Và buổi chiều thì thị trường nó cũng gặp một áp lực bán rất là mạnh, đặc biệt vào lúc là khoảng 14:20 đến khoảng là 14:25 á. Đây này, lúc mà khoảng cái nhịp này thì thị trường nó xảy ra rung lắc cực kỳ mạnh. Thì cái vấn đề này thì chủ yếu là bên gọi là chủ yếu tác động bên những cái mã cổ phiếu, đặc biệt là Masa. Anh chị để kỹ này, cái là cái vấn đề cần là thị trường rung lắc vào cái lúc là khoảng 14:20 đến khoảng là 14:25 á. Nếu chị để kỹ qua bên phái sinh này, đó, phái sinh lúc đó em để đó, cần là phái sinh lúc đó là nó đang ở cái vùng là 1.505, nhưng mà nó đạp thằng Masa, đạp thằng Masa rất là nhanh và nó kéo lên trở lại rất là nhanh. Và vào cái phiên ETC đó thì nó mở một cái gấp up lên từ cái vùng là 1.500 đến cái vùng là 1.510 điểm. Đó là nó mở cái gấp 10 điểm. Thì cái vấn đề này thì chủ yếu là gọi là các tạo lập cũng như là các tổ chức á, ngày hôm nay chủ yếu gọi là điều phối bên bên phái sinh thôi. Nhưng mà em thấy ngày hôm nay á, cái phiên đáo hạn phái sinh nó khá là êm đềm. Có nghĩa là nó không có biến động gì quá nhiều. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm nay á, thị trường đóng cửa, có là phái sinh đóng cửa ở cái vùng là 1.510. 1.510 giống như là một đóng cửa ở giữa vậy đó. Nha, nên là đóng cửa giữa, cân là trong những ngày vừa rồi á thì phái sinh nó đánh hai đầu nha, cân là đánh hai đầu, cân là nó đánh hai đầu quanh cái vùng là 1.500 đến cái vùng là 1.530, cân là nó đánh hai đầu quanh cái vùng này. Vậy nên trong ngày hôm nay á, nó không có nhiều biến động nha. Trong ngày hôm nay thì thị trường nó không có nhiều biến động. Ngày hôm nay thì những cái mã cổ phiếu mid cap cũng như là những cái mã cổ phiếu small cap, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp nó tăng rất là tốt và rất nhiều những cái mã cổ phiếu tăng trần. Trong khi đó thì những cái mã cổ phiếu trong rổ VN30 á thì giảm rất là mạnh. Mặc dù thị trường ngày hôm nay á nó tăng 1,11 điểm, tuy nhiên trong rổ VN30 thì lại giảm 9,25 điểm nha. Nên là nếu mà ngày hôm nay không gặp áp lực bán của những cái mã cổ phiếu trong rổ VN30 thì thị trường có thể là tăng điểm mạnh hơn. Thì có thể nói cái ngày hôm nay á, cái lực cầu của những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp nó đã gánh hết cái lực cung của những cái mã cổ phiếu VN30 đó. Thì nhìn chung là dòng tiền hiện tại nó vẫn đang luân chuyển khá là nhanh nha. Dòng tiền hiện tại vẫn đang luân chuyển khá là nhanh giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên thì như em nhận định rồi, cái nhóm ngành leader trong cái quý này vẫn là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp, vẫn là những cái mã cổ phiếu xây dựng và đầu tư công. Mặc dù trong cái nhịp là khoảng cuối tháng
Mặc dù là trong cái nhịp là khoảng đầu tháng 10, xin lỗi chị, khoảng đầu tháng 11 thì những cái mã cổ phiếu này đã bị bán rất là mạnh. Tuy nhiên sau những cái vùng cân bằng, những cái vùng hấp thụ trở lại, những cái vùng tích lũy trở lại thì những cái mã cổ phiếu này nó đang bắt đầu một giai đoạn nó chạy nước rút. Nha. Tại vì đến thời điểm này thì chúng ta cũng biết được là cái dòng nào là cái dòng nó chạy nước rút, đó là những cái mã cổ phiếu bất động sản cũng như những cái mã cổ phiếu bất động sản, thì rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vượt đỉnh trong dòng này. Thì trong giai đoạn cuối quý anh nha, trong giai đoạn cuối quý mà cái ngành nào mà chứa nhiều những cái mã cổ phiếu mà nó vượt đỉnh nhiều nhất thì đó là cái ngành nước rút trong cái quý đó. Thì không còn nghi ngờ gì nữa, thì cái quý này là những cái mã cổ phiếu bất động sản cũng là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp, đó là cái ngành nước rút trong cái quý này. Rồi thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nói một chút về bên phái sinh đây. Em sẽ nói kỹ hơn. Thì trong cái video ngày hôm qua em có nói là nếu mà phái sinh á, cái là nếu mà phái sinh nó đánh thủng cái vùng này, nó đánh thủng cái vùng này á, mà nó quay về lại này á, nó quay về lại này á, thì thị trường nó sẽ lo. Tuy nhiên ngày hôm nay mặc dù phái sinh nó cũng đánh thủng cái vùng này, tuy nhiên khi mà đóng cửa là đóng cửa ngay cái vùng là 1510 luôn. Đó, có nghĩa là nó đóng cửa quay ngay cái vùng hỗ trợ này luôn. Nghĩa là phái sinh trong những ngày vừa rồi này, đó trong những cái biên mà nó tăng giảm rồi này, thì nó đánh hai đầu. Có nghĩa là nó không gom sót mạnh, nó không gom lon mạnh. Thì nó đánh nó gom sóc và nó gom lo để nó ăn trên lệch hai đồng, vậy nên nó đóng cửa ở giữa này nha. Anh chị thấy nó đóng cửa ngay cái mức này luôn đó. Thì ngày hôm nay thì em thấy là cái phiên đáo hạn phái sinh là một cái phiên đáo hạn rất là êm đềm, không có nhiều biến động. Mặc dù trong phiên thì nó cứ tăng nó giảm, nó tăng nó giảm liên tục, nhưng mà kết phiên á, thì nó cũng không có nhiều biến động, ngoại trừ cái nhịp đây này, ngoại trừ cái nhịp là rũ xuống của MASA này. Nếu anh chị để kỹ là trong ngày hôm nay thì anh chị thấy cái MASA, thằng MASA nó kéo không, nó kéo một mạch là từ lúc lúc đó là khoảng đây, để chúng ta đi qua cái biểu đồ một phút này nhanh hơn này nha. Chỉ trong vòng 2 phút thôi, chỉ trong vòng 2 phút mà thằng MASA này, này nó kéo là từ cái vùng là 1160.35, nó kéo thẳng xuống cái vùng là 1153, rồi nó kéo giật lên là vùng 160. Ở gần là chỉ trong vòng 2 phút thì cái mã cổ phiếu này nó đạp xuống, nó kéo lên rất là nhanh. Thì cái này là để rủ, để gọi là rủ short, gọi là rủ rủ lon, xin lỗi chị, rủ lon bên bên phái sinh thôi. Thì đây là cái tác động của những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn thôi, anh chị cũng không cần phải quan tâm. Tuy nhiên để em nói là để anh chị biết là tại sao lúc mà thị trường đây này đó, tại sao cái nhịp này này thì do đạp thằng MASA này nha. Đó, anh chị thấy đạp thằng MASA không, đó đạp cái nhịp này đó, thì em nói qua để anh chị có thể nhận biết được là ngày hôm nay tại sao lúc là khoảng 14 đến 25 á, thì thị trường nó xảy ra một cái nhịp bán rất là mạnh đó, nó kéo lên đạp xuống kéo lên rất là nhanh. Và khi mà nó kéo lên á, đúng là đúng à, lúc là khoảng 14 giờ 30 á, có nghĩa là sau cái phiên vào cái phiên ETC á, thì cái phiên ETC nó mở một cái gap up lên đó. Thì ngày hôm nay là một cái phiên dao động rất là cũng khá là dàn co của bên phái sinh. Tuy nhiên về về bên thị trường á, về bên thị trường thì nó cũng không có nhiều biến động. Rồi thì ngày hôm nay thì khi mà em nhìn qua một có nghĩa là ngày hôm nay khi mà em nhìn qua ngày hôm nay khi mà em nhìn qua những cái mã cổ phiếu á, thì những cái mã cổ phiếu mà nó tăng điểm mạnh nhất thì những cái mã cổ phiếu bất động sản cũng như những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Còn những cái mã cổ phiếu mà như là ngân hàng hay là những cái mã cổ phiếu như là những cái mã cổ phiếu mid cap khác thì nó có vận động, tức là nó vẫn vận động trong một cái biên độ khá là hẹp. Tuy nhiên ngày hôm nay em thấy là một cái dòng nó gặp một áp lực bán khá là mạnh, đó là những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán. Những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì trong cái nhịp vừa rồi thì em có nói, thì những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì vừa rồi nó xảy ra một cái nhịp tăng. Vừa rồi nó xảy ra một cái nhịp tăng. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán trong ngày hôm nay á, thì cái lực bán áp lực bán nó vẫn còn. Có nghĩa là em kỳ vọng á, em kỳ vọng ví dụ như là thằng VND này đi. Ví dụ em kỳ vọng thằng VND này trong cái nhịp mà nó test lại á, thì khối lượng nó thì nó nếu mà nó thấp thì nó sẽ rất là ngon. Nha, những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán nếu mà nó test lại cái nhịp thứ hai này, nếu mà test lại cái nhịp thứ hai này mà nó cấu ở trên mà nó đáy á, mà khối lượng nó thấp dần á, thì em sẽ đánh giá rất là cao. Tuy nhiên ngày hôm nay thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán khối lượng rất khá cao nha. Cái điều tiêu cực của những cái mã cổ phiếu chứng khoán về cái mặt kỹ thuật á nha, đây là anh chỉ nói về cái mặt kỹ thuật thôi, thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay gặp áp lực bán khá là cao, thì nhiều khả năng á, nhiều khả năng thì nó sẽ test thêm nha, là nhiều khả năng thì nó sẽ test thêm về cái biên giới là quanh cái vùng là 1000, một quanh cái vùng là ví dụ VND là quanh cái vùng là khoảng 74.5 để test lại cái vùng này. Và nếu mà em nghĩ là nếu mà VND này mà nó test lại cái vùng này á, thì nhiều khả năng là nó sẽ đánh một cái nhịp cao trào bán xuống luôn nha. Có là thông thường á, thông thường trong những cái nhịp test lại là cái lần thứ hai á, giống như là cái nhịp này là test lần một đúng không, test lần hai này, thì nếu á, nếu mà thằng VND này á, một là nó đừng có chạm cái vùng này, còn nếu mà thằng VND này nó test lại cái vùng này á, thì thông thường nó sẽ đánh thủng luôn, sau đó nó kéo lên trở lại. Thì cái nhịp này giống như là một cái nhịp cao trào bán gì đó, nó giống như một cái nhịp cao trào bán, thì anh chị có thể theo dõi những cái mã cổ phiếu chứng khoán tương tự trong những cái sắp tới. Còn về câu chuyện của những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì vẫn còn anh nha, nếu mà nó test lại những cái vùng này mà nó có cái khối lượng nó thấp dần á, nói chung là những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì trong ngày hôm nay em kỳ vọng cái nhịp test lại này thì cái khối lượng nó phải thấp dần. Nếu mà ngày hôm nay khối lượng rất là thấp anh nha, nếu mà ngày hôm nay khối lượng thấp mà ngày mai mà có một cái phiên xanh điểm trở lại á, thì có thể nói những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó sẽ test lại cái đáy hai nó thành công. Tuy nhiên ngày hôm nay những cái mã cổ phiếu chứng khoán áp lực bán nó vẫn còn, thì nhiều khả năng nó sẽ test thêm trong những phiên sắp tới anh nha. Hay là SSI cũng tương tự này. Nói chung ngày hôm nay á, ngày hôm nay thì có hai điểm nhấn. Cái điểm nhấn đầu tiên á, là những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp
thì tăng rất là tốt. Thì cái vấn đề này chúng ta khỏi phải bàn rồi. Và cái điểm nhấn thứ hai á, là những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì ngày hôm nay nó test lại một cái nhịp khối lượng rất là lớn nha. Cái là em kỳ vọng là những cái mã cổ phiếu chứng khoán cái nhịp này thì nó test lại một cái khối lượng nó nhỏ nhỏ thôi, nghĩa là cung đã cạn rồi. À, cung đã cạn thì chỉ cần một xuất hiện một cây nến tăng thôi, đó là lúc đó chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đánh những cái mã cổ phiếu chứng khoán được. Tuy nhiên ngày hôm nay những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó vẫn còn khá là cao, vậy nên anh chị nên chờ những cái mã cổ phiếu chứng khoán này nó test lại với khối lượng thấp dần á, thấp dần hay là nó cân bằng trở lại thì anh chị có thể đánh những cái mã cổ phiếu chứng khoán giai đoạn sắp tới. Tại vì anh chị lưu ý ha, có là cái vùng này á, cái vùng này thì em không có mua nữa, cái vùng này thì em không có mua những cái mã cổ phiếu nào nữa, mặc dù là vẫn còn tiền nhưng mà giai đoạn này thì em không mua nữa. Nói chung là cứ nắm giữ thôi, nắm giữ những cái mã cổ phiếu. Thì trong giai đoạn từ đây đến cái mùa báo cáo tài chính á, anh ha, tức là khi mà em nhìn qua tất cả các dòng cổ phiếu như là những cái mã cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản công nghiệp, rồi bán lẻ, bảo hiểm, dầu khí, rồi phân bón hóa chất, rồi công nghệ, cảng biển, dệt may, thủy sản, nói chung là rất nhiều những cái mã cổ phiếu. Thì hiện tại những cái mã cổ phiếu bất động sản, những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp á, những cái mã cổ phiếu xây dựng đầu tư công á, nó chạy chưa? Nó chạy rồi. Thì để mua thì không thể mua được nữa. Anh nha, có nghĩa là đây là em chỉ nói để cái góc nhìn để anh chị tham khảo nếu anh chị có mua mới thôi, còn anh chị nào không mua thì thôi đó. Thì anh chị có thể canh lại những cái mã cổ phiếu chứng khoán cái nhịp sau á anh nha, anh chị có thể canh lại những cái mã cổ phiếu chứng khoán ở cái nhịp sau á, mà nếu mà nó tạo ra thành công thì anh chị có thể canh cái những cái dòng tiền á, khi mà nó chốt lại những cái mã cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp này đó, thì anh nhiều khả năng á cái dòng tiền á nó sẽ dịch chuyển sang những cái mã cổ phiếu chứng khoán nếu mà nó tạo ra thành công. Tại vì sao? Tại vì nếu mà em nhìn một lượt á, tức là em nhìn khi mà em nhìn qua những cái góc nhìn về kỹ thuật hay là em nhìn qua những cái góc nhìn về cơ bản đó, thì trong quý tư này á, cái nhịp tăng điểm á chỉ có một vài ngành thôi. Ngành đầu tiên là những tức là cái nhịp gọi là cái nhịp nước rút của thị trường á, thì em nghĩ là cái nhịp tăng điểm á thì nó chỉ có một vài ngành thôi. Thứ nhất là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp hay là xây dựng đầu tư công thì khỏi nói rồi. Nói chung cái vấn đề là ai cũng biết rồi. Tuy nhiên về cái góc nhìn kỹ thuật cũng như là những cái góc nhìn về cơ bản cũng như kết quả kinh doanh trong cái quý này, có là kết quả kinh doanh trong quý này á, thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó là những cái mã cổ phiếu nó đứng sau những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp nếu mà xét về cái độ kết quả kinh doanh tốt. Anh nha, tại vì sao? Tại vì nếu mà xét về cái thị phần, có là nếu mà xét về môi giới đi, thì trong quý tư này số lượng tài khoản mở mới rất nhiều. Nếu mà xét về cái lượng thanh khoản đi thì cái lượng thanh khoản của trong quý tư này nó tăng rất nhiều. Nếu mà xét về cái mặt tự doanh đi thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán hay là những cái mã cổ phiếu mà những cái mã cổ phiếu chứng khoán á, thì thông thường những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó nắm rất nhiều những cái mã cổ phiếu bất động sản. Thì cái nhịp này những cái mã cổ phiếu bất động sản nó tăng rất tốt. Nha, cái nhịp này thì những cái mã cổ phiếu bất động sản nó tăng rất tốt thì cái mặt tự doanh của những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó cũng sẽ được cải thiện. Đó, thì có là nếu mà sâu chuỗi trở lại thì cái ngành mà để anh chị có thể đánh lướt nếu có nha, có là nếu mà anh chị có mua thì anh chị có mua thôi, còn em thì em không có mua. Còn nếu mà anh chị có lướt trong giai đoạn sắp tới á, mà anh chị nào không mua được những cái mã cổ phiếu bất động sản á, thì anh chị có thể chú ý lại những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán. Những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán ngày hôm nay thì em kỳ vọng thì nó sẽ test lại với khối lượng thấp. Nếu mà ngày hôm nay test lại với khối lượng thấp này nha, nếu mà ngày hôm nay test lại với khối lượng thấp mà ngày mai á mà nó xuất hiện một cái cây xanh điểm, nó ngon khối lượng nó tăng dần thì nó sẽ ok. Tuy nhiên ngày hôm nay cái áp lực bán nó vẫn còn lớn. Thì hiện tại thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì em nghĩ nó sẽ cần test thêm. Có nghĩa là nếu mà nó test đẹp thì chúng ta sẽ mua. Chúng ta đánh ngắn được. Còn nếu mà nó không test đẹp thì chúng ta cứ bỏ qua anh nha. Tại vì giai đoạn này là một giai đoạn cuối quý rồi. Thật sự với các anh chị là em cũng không muốn các anh chị, em cũng không muốn tất cả các anh chị gọi là đi vốn nhiều trong giai đoạn này đâu nha. Giai đoạn này là cứ hold, nắm giữ và hold thôi. Chứ mà anh chị nào cứ lướt qua lướt lại giai đoạn này á, là nhiều lúc là anh chị gọi là trúng cái trường hợp là khi mà mình bán xong á là cái mã cổ phiếu mình bán nó sẽ tăng, mà khi mà mình vừa mới mua á là cái mã cổ phiếu mình vừa mua nó sẽ giảm. Đó là đặc điểm của dòng này. Thì những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp á thì em nghĩ là cái nhịp này nó vẫn còn tăng nữa. Tại vì sao? Tại vì cái nhịp này là cái nhịp nước rút anh nha. Một cái ngành cũng như là một cái dòng cổ phiếu mà nó chạy nước rút á là nó kéo tới đâu á là mình hưởng tới đó anh nha. Những cái ngành này anh chị đừng có đóng đỉnh, nói chung chừng nào có biến thì mình chạy nha. Những cái ngành này á, một khi mà nó đạt nước rút rồi á thì anh chị đừng có đóng đỉnh. Chừng nào mà nó có biến chúng ta chấp nhận, chúng ta bỏ vài phần trăm để chúng ta chốt lại, chúng ta mất lại chúng ta chốt. Còn những cái mã cổ phiếu này một khi mà nó chạy, đặc biệt là nó chạy vào cái nhịp là cuối quý, bây giờ là ngày 16 tháng 12 rồi, thì những cái mã cổ phiếu này nó chạy tới đâu thì anh chị hưởng tới đó. Chừng nào mà có biến thì mình chạy, còn nếu mà không có biến thì anh chị cứ thả cho nó chạy đi nha. Tại vì giai đoạn nó rút á, cái mã cổ phiếu này anh chị kỳ vọng nó một, nhưng mà nó chạy lên hai, rồi nó chạy lên hai rồi anh chị kỳ vọng là năm, nhưng mà nó chạy lên 10 đó. Có nghĩa là nó chạy không thấy đỉnh luôn, nó chạy không thấy đỉnh. Tại vì những cái mã cổ phiếu khi mà nó vào phơm, đặc biệt là vào phơm nước rút á, thì nó chạy rất là ngút ngàn. Đó là những cái mã cổ phiếu này. Thì anh chị nào cứ có hàng những cái mã cổ phiếu bất động sản nghiệp khu công nghiệp thì anh chị có hàng chị nắm giữ, chừng nào có biến thì mình chạy nha. Chừng nào có biến thì mình chạy, chứ anh chị không thể đón định được đâu. Tại vì những cái mã cổ phiếu này đa phần á, rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã vượt đỉnh hết rồi. Nhưng còn những cái mã cổ phiếu một khi mà nó đã vượt đỉnh á thì chúng ta không biết được á
là đỉnh nào đâu đó với những cái mảng cổ phiếu này. Rồi còn nhìn qua những cái mảng cổ phiếu như là ngân hàng á, nhìn qua những cái mảng cổ phiếu như là ngân hàng hay là thép hay là bán lẻ công nghệ hay là bảo hiểm dầu khí hay là phân bón hóa chất hay là cảng biển hay là những cái mảng cổ phiếu dệt may thủy sản đó, thì đó là những cái mảng cổ phiếu không phải là cái ngành trọng điểm trong cái quý này. Tại vì mỗi quý á anh chị ha, mỗi quý thì nó sẽ có một cái vài ngành trọng điểm, có là trong cái quý đó thì nó sẽ có những cái nhịp tăng là 10 20 hay là 10 20 30%, nhưng mà cái ngành trọng điểm á sẽ là cái ngành nước rút ở giai đoạn cuối đó. Và cái quý này là ở cái tháng 12 anh nhá. Bây giờ là tháng cuối tháng 12 rồi, thì cái ngành nào mà nó rút đó, đó là sẽ cái gọi là cái ngành của quý đó. Thì đó là những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Thì những cái mảng cổ phiếu này thì em cũng để nói khá là nhiều rồi. Đó, thì ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì em có chia sẻ một chút như vậy. Có nghĩa là em sẽ tóm có nghĩa là em sẽ trước để kết thúc cái video ngày hôm nay á, thì em sẽ tóm gọn lại một cái điều như sau. Tại vì ngày hôm nay là một cái phiên khá là lưng chừng. Ngày ngày mai ở cái video ngày thứ 6 thì em sẽ nói kỹ hơn. Còn ngày hôm nay thì không có gì quá biến động anh nha. Tại vì em cũng không có là không có gì mới đặt, cái là ngày hôm nay em sẽ nói lại một lần nữa. Ngày hôm nay những cái thông tin mà em muốn truyền đạt, thứ nhất là về cái thông tin của cuộc họp của Fed, thì ngày hôm nay thì nó không có bất ngờ nha. Ngày hôm nay thì không có bất ngờ, có nghĩa là Fed vẫn giữ đúng cái lời hứa là không tăng lãi suất trong năm 2021 mà sẽ tăng lãi suất trong năm 2022 đó, nó là không có gì bất ngờ. Rồi cái vấn đề thứ hai á, là ngày hôm nay cái phiên đáo hạn phái sinh nó xảy ra không có nhiều biến động đó, đóng cửa chính giữa luôn, là đóng cửa chính giữa và không có nhiều biến động. Cái chênh lệch long short nó không có nhiều đó, cái chênh lệch long short nó không có nhiều và ăn hai đồng. Nói chung là không có nhiều biến động, không nghiêng hẳn về bên nào đó. Đó là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp hay những cái mảng cổ phiếu xây hay những cái mảng cổ phiếu một vài những cái mảng cổ phiếu xây dựng đầu tư công, nhưng mà cái quý này những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp nó chạy đồng lòng hơn anh nha. Cái nhóm này một khi mà nó chạy là nó chạy rất là đồng lòng, từ những cái mảng cổ phiếu nhỏ, những cái mảng cổ phiếu lớn, từ những cái mảng cổ phiếu doanh nghiệp tốt hay là cái doanh nghiệp không tốt là nó đều chạy. Thì có thể nói là cái quý này trong giai đoạn là cuối quý này á, có nghĩa là trong cái mùa báo cáo tài chính quý tư này á, thì cái mảng cổ thì cái ngành nước rút cũng như là cái ngành leader á, đó là ngành bất động sản đó, thì anh chị phải nắm tầm như vậy. Rồi đó là ngành bất động sản, thì anh chị nắm với những cái mảng cổ phiếu này á, thì anh chị đừng có đón đỉnh. Tại vì một cái ngành mà khi mà nó chạy nước rút rồi á, thì chúng ta không biết đỉnh ở đâu đâu, chúng ta phải chấp nhận là anh chị bỏ vài phần trăm. Nếu mà có biến á, ví dụ nếu mà nó giảm đi thì anh chị chốt lại, còn nếu mà nó cứ kéo thì anh chị cứ thả cho nó kéo đi đó, anh chị phải chấp nhận, anh chị bỏ vài phần trăm để cho nó kéo. Tại vì một cái ngành một khi mà nó đã kéo á, thì không biết đỉnh nó ở đâu, đặc biệt là với một cái firm mà nó chạy nước rút nữa. Tại vì cái firm chạy nước rút là anh chị nhìn những cái mảng cổ phiếu mà nó chạy nước rút này, giống như là DGC này anh thấy không, anh chị thấy DGC một khi mà nó chạy nước rút không là nó chạy như penny luôn đó, nó chạy như một cái mảng cổ phiếu penny chứ không phải là một cái mảng cổ phiếu mà hơn 150.000 như này đâu, nó chạy như bên đây, hay là những cái mảng cổ phiếu như là CSV này, chạy như bên đây luôn, hay là DDV này, có là một cái mảng cổ phiếu, đặc biệt là những cái mảng cổ phiếu ở cuối quý nha, một khi mà nó để chạy nước rút á, thì anh chị chấp nhận, anh chị bỏ vài phần trăm để anh chị mất lãi vào những cái phiên như này, đó, chừng nào là xuất hiện những cái phiên như này á, đó là anh chị bắt đầu. Còn nếu mà nó cứ kéo 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 liên tục thì anh chị đừng có đóng đỉnh. Đó, đó là vấn đề với những cái mảng cổ phiếu này, cái dòng này. Đó, với những cái mảng cổ phiếu dòng này, những cái mảng cổ phiếu nào vượt đỉnh rồi á thì anh chị cứ thả cho nó chạy đi. Đó, đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba em muốn nói với các anh chị á là bây giờ cũng cuối rồi. Bây giờ giai đoạn cũng là ngày 16 tháng 12 rồi, thì cũng rất gần cái mùa báo cáo tài chính rồi. Thì giai đoạn này với cá nhân của em á là em không mua nữa nha, là em không mua nữa, bán thì em vẫn chưa bán. Tại vì em bán thì có thời điểm nha, bán thì sẽ có thời điểm bán, nhưng mà mua thì em không mua nữa, đó là đối với em. Nhưng mà tại vì rất nhiều các anh chị nhà đầu tư hỏi là nếu mà giai đoạn này mà nếu anh chị đánh ngắn thì em có nói rồi, trong giai đoạn là khoảng trong cái video ngày thứ 6 tuần trước, có là nếu anh chị nào xem cái video của em vào ngày thứ 6 tuần trước á, có nghĩa là nếu anh chị nào xem cái video của em vào cái ngày thứ 6 tuần trước thì anh chị cũng biết được là trong cái video này bằng cái vận động cũng như là nó bạn đang ok nha, ok rồi. Nè, trong cái video ngày thứ 6 cái video là gần 8.000 người xem này. Đó, trong cái video ngày 5 ngày trước thì em có nhắc anh chị là những cái mã cổ phiếu mà nó có thể đánh ngắn là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp hay là những cái mã cổ phiếu xây dựng đầu tư công. Em có nhắc rất là nhiều trong cái video này. Đó, thì nếu anh chị nào có mua được những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp á thì anh chị cứ nắm giữ. Rồi, đó là hai ngành, anh chị có thể đánh ngắn rồi, anh chị có thể đánh ngắn rồi. Nhưng mà anh chị không mua nữa ha. Giai đoạn này thì không mua được nữa. Nếu mà có mua sau khi xem cái video này của em thì anh chị cứ nắm giữ. Chừng nào mà có biến thì chúng ta chốt lại, còn không thì cứ nắm giữ. Nếu chị có xem cái video này rồi thì hiện tại tức là với thời điểm hiện tại từ bây giờ luôn là khoảng ngày 16 tháng 12 á, thì rất nhiều chị hỏi em là nếu mà giai đoạn từ giờ đây đến khoảng là tháng 1 đi, đầu tháng 1 cho nó khoảng là nửa tháng nữa, đến khoảng là 20 ngày nữa, thì rất nhiều chị hỏi em là có thể đánh ngắn với cái dòng cổ phiếu nào. Thì thật sự với các chị là em rất tâm đắc với những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp, tại vì nó có cái sóng dòng
nha, một cái sóng, một cái dòng mà nó có sóng leader, em hay gọi là cái sóng nút rút á, là cái ngành đó anh chị mua cái mẻ cổ phiếu nào anh chị cũng có lãi, gọi là anh chị nhắm mắt anh chị mua cái mẻ cổ phiếu nào cũng có lãi, doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp yếu, rồi doanh nghiệp giá 10.000, giá 20.000, giá 100.000, hay là cái doanh nghiệp nào anh chị mua anh chị cũng có lãi, đó là cái sóng dòng đó. Thì cái ngành này này thì nó lỡ cơ hội rồi, nếu chị nào bỏ lỡ cơ hội thì anh chị bỏ qua, cái nhịp sóng ta sẽ lại. Rồi từ từ thời điểm bây giờ á, thì khi mà em nhìn qua đó, tức là khi mà em nhìn qua những cái mặt cổ phiếu như là ngân hàng, chứng khoán, thép, bán lẻ, công nghệ, bảo hiểm, dầu khí, rồi phân bón, chất cặn biển, dệt may, thủy sản, nói chung là sẽ dẫn đến tu công đó, thì cái ngành em kỳ vọng đó, là nó có thể một cái một có nó có thể là nó có thể là nó có một cái nhịp nhịp ngắn nữa, nó có thể thôi một cái nhịp ngắn nữa để các anh chị có thể đánh ngắn, đó là cái ngành chứng khoán đó, đó là cái ngành chứng khoán. Cái ngành chứng khoán thì hiện tại thì cái kết quả kinh doanh quý tư này nó vẫn rất là tốt, nếu mà chúng ta xét về ba cái nghiệp vụ của nó. Thứ nhất là về vấn đề về môi giới, thì cái lượng tài những số lượng tài khoản mở mới thì trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 là rất nhiều. Thứ nhất là về cái lượng tài khoản mở mới, thứ hai là về vấn đề về về, về vấn đề về về gọi là môi giới, về vấn đề về cho vay đó, thì những cái mảng cổ phiếu này gọi là nó có những cái việc cho vay rất tốt. Hay là thứ ba là về về vấn đề về tự doanh, thì những cái mảng cổ phiếu chứng khoán á, em thấy rất là nhiều những cái mảng cổ phiếu chứng khoán nó nắm rất là nhiều những cái mảng cổ phiếu bất động sản, cũng như những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Thì cái này thì anh chị có thể xem cái báo cáo tài chính của nó đó. Anh chị quan tâm với cái mảng cổ phiếu chứng khoán nào á, thì anh chị có thể xem cái báo cáo tài chính của nó, thì nó đang nắm những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp nào. Thì hiện tại thì những cái mảng cổ phiếu chứng khoán á, nó nắm rất nhiều mảng, rất nhiều cổ phiếu nó nắm những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp, nó đang tăng rất là tốt như này, thì anh chị có thể focus vào những cái mảng cổ phiếu như vậy. Tuy nhiên theo góc nhìn của em thì em thích những cái mảng cổ phiếu mà nó mạnh về môi giới và nó mạnh về thị phần hơn, nó mạnh về thị phần hơn, có lẽ nó không liên quan nhiều đến cái danh mục tự doanh đó. Thì hiện tại thì em nói chung luôn nha, em chẳng hạn ví dụ em lấy VND ra làm một ví dụ đi. Thì hiện tại cái ngành này á, nếu mà giai đoạn sau mà nếu mà nó có cân bằng á, thì anh chị có thể chú ý trở lại, chị có thể chú ý trở lại nếu có là nếu có, nếu anh chị muốn mua á, em thì em không mua đâu nha, em thì em không có mua nữa em, nhưng mà nếu mà anh chị nếu có mà anh chị có thể chú ý á, thì anh chị có thể chú ý lại với những mẻ cổ phiếu ngành chứng khoán. Chẳng hạn như là em sẽ ví dụ em sẽ xét với cái mẻ cổ phiếu VND này để anh chị có thể giống qua để anh chị có thể so sánh qua với những cái mẻ cổ phiếu khác. Thì những cái mẻ cổ phiếu chứng khoán giai đoạn này á, nó có một cái kiểu đó là nó test hai đáy nhau một này đó, thì đang đi đi tìm cái đáy thứ hai này. Anh chị nhìn BSI này, anh chị nhìn BVS đi, đây này một này đúng không, đang đang đi tìm cái đáy thứ hai này, rồi ORS này một này đúng không, đang đi tìm cái đáy thứ hai này, HCM này một này đang đi tìm cái đáy thứ hai này, rồi SSI cũng tương tự thôi, đây này anh nhau một này đang đi tìm cái đáy thứ hai. Thì rất nhiều những cái mảng cổ phiếu chứng khoán giai đoạn này á, nó đang đi tìm cái đáy thứ hai của nó. Thì điều kiện anh chị lưu ý, cái điều kiện của những cái mảng cổ phiếu chứng khoán khi mà nó đi tìm đáy thứ hai á, thì anh chị lưu ý cái khối lượng nó phải thấp. Thật sự anh chị khi mà nó test lại cái đáy thứ hai, em rất thích với những cái mảng cổ phiếu nào á khối lượng nó phải thấp dòng. Ngày hôm nay thì những cái mảng cổ phiếu chứng khoán nó bị bán khá là mạnh, thì với áp lực bán như này á, thì những cái mảng cổ phiếu chứng khoán em nghĩ là nó phải cần thế thêm. Nhưng mà anh chị lưu ý khi mà nó test lại á, thì anh chị nên chờ nó có những cái vùng cân bằng, có những cái vùng cân bằng nó test lại cái đáy thứ hai á, nó bật tăng lên. Nhưng mà ưu tiên ví dụ như thằng VND này đi, đó ví dụ như nó test lại cái lần thứ hai đi, đó nó test lại cái lần thứ hai mà nó cao hơn cái lần thứ nhất này này, đó nó cao hơn cái lần thứ nhất, nó có thể là quanh cái vùng giá khoảng 75 đi, đó có nghĩa là nó vẫn cao hơn cái mức này thì nó sẽ ok. Tuy nhiên nếu mà thằng VND này á, nếu mà nó xấu á, có là em chẳng hạn nếu mà nó xấu này, mà nó về đúng cái vùng này này, nó về đúng cái vùng đáy cũ của nó là quanh vùng giá là khoảng 72.5, thì nếu mà nó đã không về thì thôi nha, nếu mà nó đã không về thì thôi, còn nếu mà nó về cái vùng này này thì em nghĩ là nó sẽ đánh thủng luôn, đánh thủng luôn để em gì, đánh thủng giống như là một cái nhịp gãy nền rũ gì đó, nó sẽ hấp thụ lại và nó kéo lên trở lại đó. Thì anh chị có thể canh những cái nhịp mà nó test lại lần thứ hai á, có nghĩa là cái nhịp test lại lần thứ hai á là em ưu tiên là cái lần thứ hai test lại của nó thì nó phải cao hơn cái lần thứ nhất này đó. Nếu mà cao hơn cái lần thứ nhất và cái khối lượng test lại nó thấp dần á thì nó sẽ ok. Còn nếu mà một khi mà thằng VND này nó đã chạm vào cái vùng này rồi á, thì thông thường nó sẽ đánh thủng luôn, nó sẽ đánh thủng luôn cái vùng này và nó rút và nó kéo lên trở lại, giống như là cái nhịp làm cái nhịp cao trào bán gì đó. Đó anh chị có thể lưu ý như vậy. Thì em sẽ đánh giá thêm trong những cái video của em sắp tới, nhưng mà em vẫn chờ là nó tạo cái đáy thứ hai. Thì nếu mà nó tạo cái đáy thứ hai nó cân bằng thành công á, thì anh chị có thể chú ý lại với những cái mảng cổ phiếu ngành chứng khoán. Tại vì nếu mà chúng ta xét, có là nếu mà chúng ta xét về từ đầu tới cuối á, thì trong quý tư này á, những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp hay là những cái mảng cổ phiếu xây dựng đầu tư công á, nó có câu chuyện thì chúng ta không phải bàn rồi, nói chung đó là cái ngành leader mà chúng ta không phải bàn rồi. Nhưng mà những cái mảng cổ phiếu ngành chứng khoán á, trong quý tư này cái nó vẫn được hưởng lợi, ví dụ như là được hưởng lợi về môi giới, hay là vẫn được hưởng lợi về cái sóng thị phần, hay là được hưởng lợi về vấn đề về cho vay, hay là được hưởng lợi về cái vấn đề về tự doanh. Tuy nhiên khi mà anh chị đánh theo tự doanh á, anh chị lưu ý, khi mà anh chị đánh theo tự doanh á thì anh chị phải theo dõi danh mục tự doanh của nó. Chẳng hạn ví dụ anh chị nắm với ví dụ như thằng EBS này, anh chị nhớ thằng EBS này không?
EBS này khi mà cái danh mục tù danh của nó nắm EDG, nắm EBI, rồi nắm Đạt Phương. Anh em khi mà Đạt Phương EBI với lại EDG nó tăng á, thì anh chị thấy cái mã cổ phiếu này nó tăng không? Cái danh mục tù danh của nó là một danh mục, trước đó là một danh mục tù danh rất khủng. Tuy nhiên khi mà những cái mã cổ phiếu như là DBG, những cái mã cổ phiếu như là EDG mà nó giảm á, thì anh chị thấy EBS nó giảm không? Có là tăng thì tăng cũng nhanh, nhưng mà khi giảm thì giảm cũng rất sâu. Đó là cái rủi ro với những cái mã cổ phiếu đánh theo tự doanh. Còn những cái mã cổ phiếu mà có thị phần tốt á, thì anh chị có thể lưu ý cái mã cổ phiếu như là SSI này hoặc là VND này. VND thì em thích nhất anh ha, VND thì em rất là thích. Đó, thì cái đó là cái đặc điểm của những cái mã cổ phiếu chứng khoán nếu anh chị có đánh. Nhưng mà anh chị phải chờ điều kiện nó cân bằng, hay là điều kiện nó test lại hai đáy, hay là xuất hiện một cái nhịp gãy nền rũ nào đó mà nó cân bằng trở lại á, thì anh chị có thể chú ý trở lại. Thì cái vấn đề này em sẽ lưu ý dòng sau. Còn những cái mã cổ phiếu ngành khác, còn những cái mã cổ phiếu ngành khác như là ngân hàng thép, hay là những cái mã cổ phiếu như là dệt may thủy sản, hay là những cái mã cổ phiếu như là phân bón hóa chất cảng biển, thì anh chị nào có hàng thì anh chị cứ nắm giữ, anh chị cứ nắm giữ thôi. Em không ưu tiên nha, em không ưu tiên anh chị đảo mã trong giai đoạn này. Nhưng mà rất nhiều chị hỏi em là nếu anh chị có mua, hỏi em là ví dụ anh chị còn tiền, anh chị muốn lướt, anh chị muốn lướt là với những anh chị nào muốn lướt thôi, còn em thì em sẽ không có lướt giai đoạn này đó. Nhưng mà nhiều anh chị hỏi em như vậy á, thì em có một cái ý kiến như vậy đó. Có anh chị, nếu anh chị nào xem cái video này, video ngày thứ sáu tuần trước á, thì em có kiến nghị cho anh chị với những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp, hay là những cái mã cổ phiếu xây dựng đầu tư công trong cái vùng này đó. Thì trong một tuần gần đây á, rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó tăng 10, 20, 30% trong một tuần gần đây thôi đó. Thì nếu anh chị nào có hàng thì anh chị cứ nắm giữ, chừng nào nó có biến thì chúng ta chạy. Còn những anh chị nào mà chưa có hàng thì những cái mã cổ phiếu này thì anh chị đừng có đâu nữa nha, chưa có hàng thì thôi bỏ đi, chờ cái nhịp sau chúng ta sẽ mua lại. Còn bây giờ nếu mà nó chạy như này thì anh chị cứ bỏ qua đó. Thì cái dòng tiếp theo mà anh chị phải lưu ý đó là cái ngành chứng khoán. Tại vì nếu mà xét đi xét lại á, thì những cái mảng cổ phiếu bất động sản công nghiệp, những cái mảng cổ phiếu xây dựng đầu tư công, hay là những cái mảng cổ phiếu chứng khoán, nó có động lực để nó nút rút trong giai đoạn này. Còn những cái mảng cổ phiếu ngân hàng á, thì phải chờ quý 1. Những cái mảng cổ phiếu như là thép thì để hết sóng, những cái mảng cổ phiếu như là bán lẻ công nghệ thì đó không phải là cái ngành chu kỳ, và cái gọi là đó không phải là cái ngành nó có nhiều câu chuyện. Có là nó tăng trưởng thì là vẫn tăng, nhưng mà nó không phải là những cái mảng cổ phiếu có nhiều câu chuyện tăng trưởng mạnh, hoặc là tăng trưởng mạnh á. Những cái mảng cổ phiếu bảo hiểm thì câu chuyện thoái vốn thì phải vào năm sau. Những cái mã cổ phiếu dầu khí này bị ảnh hưởng giá dầu rất là nhiều và tính đầu cơ rất là cao. Những cái mã cổ phiếu phân bón hóa chất thì những cái mã cổ phiếu này cái lượng hàng tồn kho giá rẻ thì nó không còn được duy trì, tăng thì nó vẫn tăng nhưng mà để tăng trưởng mạnh thì nó không còn. Những cái mã cổ phiếu năng lượng, những mã cổ phiếu năng lượng gọi là năng lượng điện, năng lượng gió hay là năng lượng mặt trời đó, nó là những cái mã cổ phiếu an toàn và nó tăng từ từ, nó không phải là cái ngành đột biến. Những cái mã cổ phiếu cảng biển thì nó được hưởng lợi từ cái giá cước vận tải tăng trong đoạn quý 3 và quý 4 này, cái giá cước vận tải đang giảm. Nói chung là mặc dù nó có tăng trở lại một chút ít, nhưng mà về so với quý 3 thì nó không có xi nhê, vậy nên cái động lực tăng trưởng nó cũng không còn nhiều. Những cái mã cổ phiếu dệt may thì sản xuất nhập khẩu thì trong quý 4 này cái gọi là trong quý 4 này cái tốc độ cũng như là cái gọi là cái tốc độ về xuất khẩu thì nó vẫn rất tốt. Tuy nhiên tại vì cái lượng cầu bên châu Âu và Bắc Mỹ nó không còn nhiều, vậy nên cái tốc độ tăng giá của cổ phiếu trong quý 4 này á, nó mặc dù nó vẫn tăng nhưng mà nó tăng không nhiều so với quý 3. Rồi những cái mã cổ phiếu như rồi những cái mã cổ phiếu như là dược, dược thì những cái mã cổ phiếu này em cái dòng này thì em đánh giá cao nhất thằng TNH thôi. Nhưng mà thằng TNH thì cái mã cổ phiếu này nó cũng đã tăng một dòng rất là nóng rồi. Đó, cho nên là khi mà chúng ta sâu chuỗi lại về tất cả các ngành hiện tại trên thị trường á, thì những cái mã cổ phiếu mà nó có khả năng nước rút nhất, thứ nhất là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp, những cái mã cổ phiếu xây dựng và thủ công, thì cái ngành này thì em không có nói nữa tại vì nó đã tăng rồi. Em đã nói rất là nhiều, em đã nói từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 em đã nói rất là nhiều rồi, thì em không nói lại nữa. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu này nếu anh chị hỏi em là ví dụ Đạt ơi, ví dụ bây giờ chị có tiền chị muốn lướt ngắn khoảng 2 3 tuần á, thì chị muốn lướt cái ngành nào, thì cái ngành duy nhất có là gọi là cái ngành duy nhất còn lại mà em nghĩ là nó vẫn còn, nó có thể là nó có sống, thì anh chị có thể theo dõi cái ngành chứng khoán này. Tuy nhiên khi mà anh chị theo dõi thì anh chị phải theo dõi cái vận động kỹ thuật của nó qua tuần này. Nếu mà nó có dấu hiệu tạo đáy, nó có dấu hiệu cân bằng thì chúng ta mua, còn nếu mà không có dấu hiệu nào đó thì chúng ta bỏ qua. Đó, đó là cái góc nhìn của em hiện tại từ bây giờ đến khoảng là cuối năm đó, thì anh chị có thể lưu như vậy. Giai đoạn này thì anh chị hỏi em là có mua không, mua hay không, thì tài khoản của cá nhân của em thì em sẽ không mua, em sẽ không mua bất cứ cái ngành nào. Mặc dù trong cái nhịp rồi, mặc dù những trong cái nhịp rồi thì nói chung là vẫn còn tiền, nhưng mà để mua thì chắc không mua đâu nha, không mua thêm đâu. Tại vì giai đoạn này thì em cũng hơi sợ, tại vì giai đoạn cuối quý mà, nói chung là mình làm trong nghề cũng lâu năm rồi, những cái giai đoạn mà nhạy cảm như này thì em cũng trải qua rất là nhiều lần rồi đó. Thì khi mà chị theo dõi như vậy á, thì anh chị phải chấp nhận đánh đổi là cái rủi ro cũng như cái lợi nhuận nha. Tại vì đầu tư trong giai đoạn cuối năm á, nó không phải đầu tư giai đoạn là ở bình thường đâu. Cuối năm mà còn cuối quý tư nữa nha, cuối quý tư mà bây còn là cuối quý nữa, là cuối năm nữa, thì nó có một những cái giai đoạn rất là nhạy cảm đó. Thì anh chị có thể nắm tinh thần như vậy. Rồi ngày hôm nay em có chia sẻ một chút như vậy thôi, cảm ơn chị rất nhiều. Thì trong cái video ngày thứ sáu ngày mai thì em sẽ đánh giá kỹ hơn về vào những cái mảng cổ phiếu. Nói chung giai đoạn này những cái mảng cổ phiếu nó cứ sập sình lên xuống như vậy thôi, chứ nó không có gì biến động nhiều.
ngoại trừ những cái mảng cổ phiếu bất động sản nghiệp nó tăng mạnh thôi, còn những cái mảng cổ phiếu khác thì nó cứ tăng nó giảm, nó tăng nó giảm, nói chung là không có nhiều biến động. Em hay gọi là cái giai đoạn này là giai đoạn nằm chờ, nó kéo tới đâu á thì mình hưởng tới đó nha. Giai đoạn này thì cái mảng cổ phiếu này nó kéo tới đâu thì nó hưởng là thì mình hưởng tới đó thôi, còn nếu mà chỉ có lướt qua lướt lại qua lướt lại đó, thì nó không hiệu quả đâu. Tại vì giai đoạn này là một cái giai đoạn nước rút rồi, cái ngành nào mạnh á thì nó sẽ mạnh, còn cái ngành nào yếu á thì nó vẫn sẽ yếu, còn cái ngành nào đi ngang á thì nó vẫn sẽ đi ngang. Đó đó là cái đặc điểm của giai đoạn nó chạy nước rút. Tại vì giai đoạn chạy nước rút á thì cái dòng tiền nó sẽ FOMO, dòng tiền nó sẽ rất là FOMO và nó sẽ rất là mua đuổi về những cái mã cổ phiếu nó chạy nước rút. Và nên chị lưu ý cái giai đoạn này á, nó kéo tới đâu thì mình hưởng tới đó ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Anh chị nào xem video thì có thể nhấn cho Đạt một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh để ủng hộ em với chị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị trong những cái video của em sắp tới. Xin chào chị ạ.